ASEAN Cup Qatar 2023, ngày 13 tháng 1 năm 2024 sẽ có 2 trận đấu. Cụ thể là, trong khuôn khổ bảng B, đội tuyển Úc sẽ có trận ra quân đầu tiên và đụng độ với đội tuyển Ấn Độ. Thứ Bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024, vào lúc 18:30 phút, trên sân vận động Ahmed bin Ali. Đây là một trận đấu được đánh giá là khá nhẹ nhàng với đội tuyển Úc, khi tuyển Úc ở một đẳng cấp khác xa so với Ấn Độ. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Ấn Độ nằm ở tận vị trí 102, kém đội tuyển Úc tới tận 77 bậc. Đội tuyển Úc cũng đã từng lên ngôi vô địch ASEAN Cup năm 2015. Và họ cũng là đội tuyển đã từng rất nhiều lần tham dự vòng chung kết World Cup và hầu như luôn vượt qua vòng bảng. Còn với Ấn Độ, đây mới là lần thứ 5 Ấn Độ được góp mặt ở sân chơi này. Ngoại trừ ngôi Á quân từ tận kỳ ASEAN Cup 1964 và ở kỳ ASEAN Cup đó chỉ có 4 đội tuyển tham gia, ở 3 lần tham dự sau đó, Ấn Độ đều chưa từng vượt qua vòng bảng. Trận đấu thứ 2, trong khuôn khổ bảng A, vào lúc 21:30, trên sân vận động Abdullah bin Khalifa. Đội tuyển Trung Quốc sẽ chạm trán với đội tuyển Tajikistan. Đây là một trận đấu được đánh giá là khó dự đoán, mặc dù nhìn vào bảng xếp hạng FIFA đội tuyển Tajikistan kém đội tuyển Trung Quốc tới 27 bậc, nhưng nhìn vào những gì nền bóng đá Trung Quốc thể hiện gần đây thì việc Tajikistan đánh bại Trung Quốc là hoàn toàn có thể. Cụ thể, trước khi bước vào tranh tài tại ASEAN Cup 2023, Trung Quốc có một trận giao hữu với Hồng Kông, một trong những đội bóng được đánh giá yếu nhất ASEAN Cup năm nay, và bất ngờ Trung Quốc đã để thua với tỷ số 1-2. Nếu Trung Quốc từng thua Hồng Kông 1-2, thì ngược lại Tajikistan lại thắng ngược lại đội tuyển Hồng Kông với tỷ số 2-1 vào hôm 4 tháng 1 vừa qua. Ở sân chơi ASEAN Cup này Trung Quốc cũng có 2 lần ở vị trí Á quân, còn với Tajikistan họ lại chưa từng có thành tích nổi bật nào. Video đến đây là hết rồi, các bạn hãy comment dự đoán tỷ số cho vui và đừng quên nhấn subscribe để xem lịch thi đấu ASEAN Cup Qatar 2023 ngày tiếp theo nhé.